quay cả cấn cong cho nó về nó tưởng. Hôm nay anh chuyển qua chơi môn này anh Nam ơi. Cần này 8 mét hay 9 mét đây anh? Hơn 7 mét á? Kéo còn dài thế nhỉ? Những cái xào. Đây đây, đứng ngặt lên đây, đỉnh cao rồi nhá. Mấy anh em xe ra để tên lái nào. Đi về kìa. Mẹ vẫn còn sâu thít bù đắp kìa. Đây là sâu chú bọt, chú bọt rồi. Thôi em xe ra để anh nhìn này. Cá chê phải có khuyên hả Hải? À, chê có khuyên hết. Khuyên. Thế mới kinh, tôi nhìn thấy vàng xóe. Nhưng đồng cần này phê nhỉ, ui, cong à. Ui, ôi, đi. Dài thế. Cháu nó đang ngồi, nó tìm, đập tính kịch. Cái này sao lại không có máy anh? Cái này không có máy à? Không máy, cần dài như này mà câu máy. Đang định mua máy, nhưng mà thì mẹ vì là lại lấy cá đi ăn, nên là vội, là quá, không kịp mua máy. Cái này có máy không gắn được thì có bát đâu. Dù to không? Dù bé à? Bây giờ anh mà dòng mất của người ta là anh đền đấy nhá. Câu tí thôi thì thôi. Sợ nhất là đền. Sợ nhất là đền. Đồ của anh bảy con này lên rồi nhưng mà. Cần này 7 em ơi cần này 7 mét mấy? Bây giờ thu bớt ngọn nào, thu bớt mà đốt xuống. Đi mẹ thu bớt vào để hâm. Nó có cần bắt cá, nó đang cần dòng cho nó khoái mà lại ông đang trải nghiệm. Cần này 7 mét rưỡi em hay 7 mét mấy? 28 cân. Không, cứ bình tĩnh em ơi, cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh mẹ cho nó mẹ. Mấy khi mà cuộc đời được dòng ngon cá như thế này. Con này nó tì nhưng mà không tì được, con này nó bằng mặt. Con này đéo có gì mà tì. Một lưỡi vào đuôi. Con này hơi bé. Nhà mình có ai có con này toàn giúp chúc mồm vào ăn thì nó luôn. Lưỡi đây có ngạnh không? Lưỡi có ngạnh không? Lưỡi có ngạnh không? Lưỡi ngạnh thì ông sợ. Vẫn sâu lắm. Con này không bớt được đâu. Vợt này không vào được đâu. Sâu lắm. In đâu chú Tâm đấy. Dòng quá là gãy cần. Cái ngọn nó như cái tăm ấy. Cái ngọn trên nó như cái tăm ấy gì nữa. Bảy mét. Bảy mét. Bảy mét tròn cần. Hôm nay mới khai cần hả em? Đấy, bỏ dây bảo hiểm phải ra này đứt ra. Mấy anh em chơi ra nó lôi quá là tôi mất dây bảo hiểm, tôi mới là tôi bơi theo đấy. Lấy dây bảo hiểm lên buộc vào cột điện kìa anh kìa. Giữ lại. Con này còn lâu. Đóng đài lâu lắm. Kệ nó như thịt mẹ. Vui sướng của mẹ. Ôi giời. Cá lưới quá, lưới con này phải chục cân. Không được không? Chắc chắn không được. Anh Tấn có khi nào nghĩ mình sẽ chuyển qua một chơi một bộ môn này không? Bắt đầu rồi đó. Đấy buộc vào cái xe đạp. Bây giờ lại chuyển qua. Tính tấn hỏi câu được cả chơi. Đi đi. Cứ đi không nó lôi rồi. Lôi cũng hay. Ta thấy cọc vừa thấy cọc. Cọc là nó hiện tượng này như kiểu gãy tre gãy cục. Chưa được đâu, còn lâu. Anh lôi lên. Cho dòng cho phê đây. Từ đã đừng bật. Không phải là không bắt được mà là nó dẫy là thì mẹ đi đấy. Quá. Từ cho nó. Quá một lưỡi mồm một lưỡi vây. Cứ chưa được đâu. Cứ thoải mái đi. Chưa, nó phải lồi đã thì. Ông có dòng đi. Tre này còn đâu mới nổi. Lồi hết mà. Lồi hết. Không có chuyện gì mà không có nổi. Mệt. Chạy mãi phải mệt. Nó lúc khỏe nó còn không rằng được thì bây giờ làm sao nó rằng được nữa. Cá là vấn đề, nó là thời gian. Vinh Quang Hải ơi vào. Vấn đề gì? Bây giờ anh có khi phải mình lấy ghế cao, ghế thấp hương ấy, đứng lên trên cao này thì mới dòng được. Anh đang cột điện. Người xem rất là đông. Hiệu lâu mà sao đông người thế. Lăng ấm cái lên được. Đông đúc ngay. Đấy. Nhưng mà từ từ em ơi để nó. Hai vợt, con này phải hai vợt bắt được. Đây, để lên nào.
Mở thêm cái vật nữa để đấu vào. Có quyền không đại ca. À, chụp đi, chụp. Đưa đưa xuống. Bình tĩnh. Hơn đây hơn luôn. Chưa được. Rồi. Ôi. Được mà sao được mà vớt cho. Con này phải chục cân. Ra người ta vớt cho. Hơn chục cân đấy. Vớt vậy là mất đấy. Vớt cho tóm mày đầu. Từ từ đã, từ xe ra để xe nào nó vào chưa. Vào đâu rồi? Anh thu bớt một cái ngọn xuống cho nó gần lại. Thu không thu. Thu một đốt xuống. Thu một đốt xuống. Không cần đâu, không cần đâu. Qua vừa xong nó lên thế mà ông em. Vớt kém rồi. Đó mà vớt vào mắt. 370 cụ. Vớt được anh thì không thể cả nằm xuống này ông em. Vừa sắp 7 nó lên như thế. Đây, vào luôn. Gãy em phải cần 20 cân không gãy được. Cùng lắm rồi thả cho nó kéo cần đi. Cân này có chịu không em? Lấy lên rồi. Lên rồi xa lắm. Đừng rồi. Cẩu đấy. Không được. Lã lên. Lình dài nhỉ. Cho nó hẳn nó lên đã. Lên làm sao được. Con này máy bay Boeing 747 cụ ạ. Ông cứ dòng đi, bao giờ ông mệt thì ông lại đổi. Bây giờ em bảo này lắp cái máy vào ấy, thả cho chạy. Hay là cái gì cả. Mang quả Procaster AGS kia hỗ trợ ở đây thì mẹ trợ lực dầu. Trợ lực dầu. Mang quả bao tiêu kia trợ lực dầu. Kìa chụp đi. Chưa được đâu. Vẫn là đóng hai, vẫn là hai lưới vẫn nguyên. Kìa. Từ từ, đợi nó phải vào đã. Nhìn mẹ. Chụp lại chụp dù ấy, chụp cước ấy. Dù nhưng mà thẻo cước ấy, thẻo cước ấy. Chụp rồi nhưng chê cá chê răng nó sắc lắm đấy. Rồi con này làm gì được hiến. Sao lại bụng nó lại trắng thế kia nhỉ? Còn lại nhiều sao đấy? Nhiều. Đây bụng trắng này. Nhiều. Nhiều. Nhiều này là quý lắm. Con này mà nhiều là bị mẹ nhiều thật đấy hả? Một lưỡi không chê nhỉ. Chê. Đâu kìa, nhiều nó có hai anten thôi. Mẹ sao con chê. 3 lít hả em? Con này về lướng thì tuyệt vời luôn. Nhìn chê cái đầu mới biết ngay. Chê gì đấy đâu nhiều. Chê con nheo là có 4 cái râu thôi, con này 6 cái anten. À con 6 anten. 6 anten mà. Con kia là có 4 cái anten thôi. Thế con 5 là anten thì là con gì? Chân con chê 8 râu. Thấy tôi dòng giỏi không? Mang về luôn đi em ơi. Nhà gần đây. Con này phải 12 cân. Chục cân nó là toàn thịt không mà mỗi thịt ra tí ruột đây. Ăn loại mổ con này là ăn mỗi cái dạ dày, chán cái gì. Ăn mỗi cái dạ dày thôi. Chắc con nhờ. Chắc cực kỳ chắc luôn. Con này phải cũng phải 80 phân trở lên, không dưới 80 phân. 80 phân. Ôi mẹ sao mà lại trợn mắt mày nhìn thằng Hải thế hả mày? Mẹ ông đập mà đi, ôm mà đi anh chụp cho. 80 phân, dài 80 phân. Con này thì tận con này nếu mà tính cả râu phải 1m4. Chê nó đặc lắm. Đặc thì đặc. Phải tính cả râu phải 1m4.